Bấy giờ chủ thủy thần phổ hưng vân tràng, nương oai lực của Đức Phật, quán khắp tất cả chúng chủ thủy thần mà nói rất bài kệ. Tôn giả An Nan đã nhớ kinh trường hàng ở trước, lúc này dùng kệ để tuyên lại ý nghĩa của kinh trường hàng. Vị phổ hưng vân tràng chủ thủy thần, nương đại oai thần lực của Phật. Những vị chủ thủy thần kia cũng nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp tất cả nhân duyên và căn tánh của chúng chủ thủy thần mà nói kệ rằng Môn từ thanh tịnh nhiều như bụi đều sinh trong một tướng của Phật Mỗi mỗi các tướng đều như thế Vì thế người thấy chẳng nhàm chán Từ môn thanh tịnh nhiều như bụi Từ môn này thanh tịnh chẳng có pháp nhiễm ô Chẳng có pháp nhiễm ô tức là chẳng có tâm tham dục từ bi môn này dùng để làm gì để lợi ích tất cả chúng sinh để bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh để từ bi bình đẳng lợi ích tất cả chúng sinh từ môn này có bao nhiêu nhiều như bụi trong cõi nước làm thế nào sinh ra môn từ thanh tịnh nhiều như thế đều sinh trong một tướng của phật trên mỗi một đầu sợi lông của phật đều đầy đủ nhiều môn từ bi như thế vô lượng vô biên đầu sợi lông đều đầy đủ môn tử bi nhiều như số hạt bụi. Mỗi mỗi các tướng đều như thế, ở trong mỗi một tướng của Phật đều đầy đủ vô biên môn tử thanh tịnh rộng lớn để giáo hóa lợi ích tất cả chúng sinh. Mỗi một tướng đều như thế, bạn nghĩ thử môn tử này có bao nhiêu, vì thế người thấy chẳng nhàm chán, vì mỗi một tướng tốt của Phật đều đầy đủ vô lượng vô biên môn tử thanh tịnh. Cho nên phàm là ai thấy được Phật, đều muốn thấy mãi, đều muốn nghe Pháp mãi. Khi chúng sinh thấy được Phật, thì mắt tựa như nhập định, mắt chiêm ngưỡng Phật chẳng nhấp nháy. Do đó, mắt không tạm rời. Tại sao? Vì không nhàm chán. Chúng sinh đều chấp trước tướng, thấy tướng tốt của Phật thì sinh tâm chẳng muốn lìa xa, muốn luôn luôn nhìn thấy Phật. Thủa xưa khi Thế tôn tu hành, đều đến tất cả chỗ như lai, tu hành đủ thứ chẳng lười mỏi, phương tiện như thế vân âm vào thuở xưa khi thế tôn tu hành thế tôn tức là bậc tôn kính nhất trong thế gian và suốt thế gian tức là bậc được sự tôn kính của người thế gian và người xuất thế gian cũng là một trong mười hiệu của phật thuở xưa tức là trong quá khứ tức là lúc phật ở tại nhân địa bây giờ phật thành phật là tại quả địa lúc phật tại nhân địa thì tu hành như thế nào đều đến tất cả chỗ như lai có phật ở chỗ nào thì đến chỗ vị phật đó trong lúc phật thích ca mâu ni chưa thành phật cho nên ngài đến gần gũi tất cả chư phật đến cúng dường cung kính tất cả chư phật tu hành đủ thứ chẳng đời mỏi đủ thứ là chỉ những pháp môn làm được ví như gần gũi cúng dường cung kính tất cả chư phật Phật vì Pháp mà quên mình, vì cầu Pháp mà không ngủ, vì cầu Pháp mà không ăn cơm, quên mất thân thể của mình. Dù có bệnh cũng chẳng màng đến, có người nói Phật còn có bệnh chăng, lúc đó Phật chưa thành Phật. Dù thành Phật rồi, có lúc còn đau đầu. Trong đời quá khứ khi Phật chưa thành Phật, là một đồng tử, lúc đó trong thổ nọ có người đi đánh cá được một con cá lớn. Vị đồng tử đó thấy cá thích đùa chơi mới dùng cây gậy đánh lên đầu con cá ba cái, do đó mà trồng xuống nhân quả. Khi thành Phật rồi, đầu bị đau ba ngày vì đánh lên đầu con cá ba cái, do đó có thể chứng minh nhân quả báo ứng tơ hào không sai mảy may, mọi người phải tin nhân quả, đừng bác không có nhân quả. Tóm lại, khi Phật ở tại nhân địa tu hành, thì chẳng lười biếng, chẳng phạm giới, dũng mãnh tinh tấn chẳng thối lùi phương tiện như thế vân âm vào đủ thứ phương tiện pháp môn vừa nói ở trên bị hải triều vân âm chủ thủy thần và được môn giải thoát này phật ở trong tất cả mười phương tịch nhiên bất động chẳng đến đi chúng sinh độ được đều khiến thấy đây là chỗ biết của luân kế phật ở trong tất cả mười phương thế giới của chúng ta có mười phương, những thế giới khác cũng có mười phương, Phật ở trong tất cả mười phương, tịch nhiên bất động chẳng đến đi, vì Phật tịch nhiên bất động cho nên không đến cũng không đi, do đó, bậc như lai chẳng từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu. Chúng sinh độ được đều khiến thấy, tuy Phật không đến không đi nhưng chúng sinh nào đáng được Phật giáo hóa, thì Phật bèn dùng sức đại thần thông khiến cho họ đều thấy được Phật. Đây là chỗ biết của luân kế. Cảnh giới này vì diệu sắc luân kế chủ thủy thần biết được mà vào môn giải thoát này. Cảnh giới như lai vô biên lượng. Tất cả chúng sinh chẳng biết được, diễn nói diệu âm khắp mười phương, sở hành này của thiện tuyển thần. Cảnh giới như lai vô biên lượng, đây là nói cảnh giới của phần không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên, vô biên vô lượng. Tất cả chúng sinh chẳng biết được, Tất cả chúng sinh chưa khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thì không thể hiểu biết được cảnh giới của Phật. Khi nào khai tri kiến của Phật, mở tri kiến của Phật, ngộ tri kiến của Phật, vào tri kiến của Phật thì mới thật sự hiểu biết cảnh giới của Phật. Diễn nói diệu âm khắp mười phương. Phật dùng âm vi diệu để nói Pháp vi diệu, không những chỉ nói Pháp tại một thế giới mà là nói Pháp khắp mười phương thế giới sở hành này của thiện tuyển thần. Cảnh giới này là đạo lý tu hành của vị thiện xảo tuyển phục chủ thủy thần, ngài bảo được môn giải thoát này. Quang mình thế tôn không cùng tận, đầy khắp pháp giới không nghĩ bàn, nói pháp giáo hóa độ chúng sinh, tịnh hương thần quán thấy như vậy. Quang mình thế tôn không cùng tận, thế tôn tức là Phật, quang mình của Phật hiện ra vô lượng vô tận vì quang minh trùng trùng vô tận cho nên nói chẳng cùng tận. Đây khắp pháp giới không nghĩ bàn, quang minh của Phật tận hư không khắp pháp giới. Cảnh giới này không thể suy nghĩ, không thể luận bàn, diệu đến cực điểm. Thuyết pháp giáo hóa độ chúng sinh Phật sẽ nói đủ thứ diệu pháp để giáo hóa tất cả chúng sinh, để độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều địa khổ, đều khổ, được vui, liễu sinh thoát tử tịnh hương thần quán thấy như vậy cảnh giới này vị ly cấu hương tích chủ thủy thần thấy được minh bạch được chứng tác được như lai thành tịnh đồng hư không không tướng không hình khắp mười phương mà khiến chúng hội thảy đều thấy phước quang thần quán sát thấy được như lai thành tịnh đồng hư không pháp thần của như lai thành tịnh như hư không vô tại vô bất tại nhưng biến khắp trong mười phương pháp giới tại sao vì đồng hư không không tướng không hình khắp mười phương pháp thân của phật tuy khắp mười phương pháp giới nhưng chẳng có hình chẳng có tướng tuy không hình không tướng mà biến khắp mười phương pháp giới cho nên nói cảnh giới của phật diệu là như thế mà khiến chúng hội thầy đều thấy tuy không hình không tướng nhưng khiến chúng sinh trong chúng hội đạo tràng chẳng có người nào mà chẳng thấy được phật phước quang thần quan sát thấy được cảnh giới này vị phước kiều quang âm chủ thủy thần quan sát thấy và minh bạch được xưa Phật tu tập môn đại bi nên tầm rộng khắp đồng chúng sinh giống như vầng mây hiện ra đời môn giải thoát này chỉ túc rõ xưa Phật tu tập môn đại bi thủa xa xưa Phật tu tập hạnh môn đại bi cứu khổ cho chúng sinh ban bùi cho chúng sinh nên tầm rộng khắp đồng chúng sinh. Khi Phật tu môn đại bi, thì tâm của Ngài rộng lớn vô cùng. Có bao nhiêu chúng sinh, thì tu bấy nhiêu môn đại bi cho nên nói đồng chúng sinh. Giống như vầng mây hiện ra đời, vì nhân duyên đó cho nên giống như vầng mây trên bầu trời xuất hiện trong thế gian, che làm cho tất cả nhiệt não nóng bức của chúng sinh đều biến thành sự mát mẻ. Môn giải thoát này chỉ đúc rõ, Phật giống như vầng mây hiện ra đời, che khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đắc được sự mát mẻ. Môn giải thoát này vị trí túc tự tại chủ thủy thần thấy rõ. Mười phương tất cả các cõi nước đều thấy như lai ngự tòa sen, minh bạch khai ngộ đại bồ đề hỷ âm vào được cảnh giới này. Mười phương tất cả các cõi nước, tất cả các cõi nước của chư Phật trong mười phương đều thấy như lai ngự tòa sen. Tất cả chúng sinh đều thấy Phật ngồi trên tòa sen diễn nói diệu pháp rất thâm sâu không gì bằng. Minh bạch khai ngộ đại bồ đề phàm là chúng sinh thấy và nghe được pháp của Phật, thì đều minh bạch mà khai ngộ, đắc được đạo lý đại giác, hỷ âm vào được cảnh giới này, cảnh giới này vị tịnh hỷ thiện âm chủ thủy thân đắc được, vào được môn giải thoát này. Những gì Phật làm chẳng quái ngại Đến góc mười phương tất cả cõi Nơi nơi thị hiện đại thần thông Phổ hiện oai quang đã ngộ được Những gì Phật làm chẳng quái ngại Bất cứ những gì Phật làm đều chẳng quái ngại Đến góc mười phương tất cả cõi Phật ngự trên tòa sen tịch nhiên bất động Cả mặt toại thông khắp mười phương Tuy Phật không lìa khỏi toàn ngồi Nhưng có cảm ứng nơi chúng sinh nếu có chúng sinh muốn thấy phật muốn nghe phật phát, thì có cảm thông có cầu tất ứng ai kiển thành muốn cầu nơi phật thì người đó sẽ thấy được phật nơi nơi thì hiện đại thần thông trong tất cả cõi nước nhiều nhất số hạt bụi trong mười phương pháp giới nơi nơi phật đều hiện đại thần thông đại thần thông là gì tức là lớn dung được nhỏ nhỏ dung được lớn nhỏ lớn dung nhiếp với nhau cõi nước mười phương không ra ngoài một hạt bụi một hạt bụi đại dung nạp được cõi nước mười phương ở bên trong một hạt bụi thì nhỏ nhưng dung nạp được lớn cõi nước mười phương là lớn nhưng dung nạp được nhỏ đó là cảnh giới trong lớn hiện nhỏ trong nhỏ hiện lớn cho nên gọi là đại thần thông phổ hiện oai quang đã ngộ được đạo lý này nghe coi bộ rất dễ dàng kỳ thật không dễ gì hiểu được nhỏ sao dung nạp được lớn lớn sao dung nạp được nhỏ có người nói lớn dùng nạp được nhỏ thì có thể, nhỏ dùng nạp lớn thì chẳng có lý. Nói về phần của Phật thì không lớn, không nhỏ, không trong ngoài, cũng chẳng có lớn, cũng chẳng có nhỏ, cũng chẳng có trong, cũng chẳng có ngoài. Hỗ tương viên dùng vô ngại, cảnh giới này vị phổ hiện oai quang chu thủy thần đã minh bạch hiểu rõ được. Tu tập vô biên hạnh phương tiện, đều đầy khắp đồng cõi chúng sinh, thần thông diệu dụng chẳng tạm ngừng, hống thành biến hải nhập vào được. Tu tập vô biên hạnh phương tiện, vị hống thanh biến hải chủ thủy thần nói và tu tập đủ thứ vô biên hạnh môn phương tiện. Đều đầy khắp đồng cõi chúng sinh, có bao nhiêu chúng sinh thì tu bấy nhiêu phương tiện hạnh môn, số mục nhiều như cõi chúng sinh hoàn toàn đều đầy khắp pháp môn này. Thần thông diệu dụng chẳng tạm ngừng, Thần thông diệu dụng của chư Phật là không thể nghĩ bàn, chẳng có khi nào tạm thời ngừng nghỉ, luôn thị hiện thần thông diệu dụng để giáo hóa chúng sinh. Hống thanh biến hải nhập vào được, vị hống thanh biến hải chủ thủy thần vào được môn giải thoát này. Lại nữa, chủ hải thần xuất hiện bảo quang, được môn giải thoát dùng tâm bình đẳng bố thí biển phước đức cho tất cả chúng sinh và dùng các thứ báu trang nghiêm thân. Đạo lý ở trước chưa nói hết, bây giờ tiếp tục nói. Vị xuất hiện bảo quang chủ hải thần này, hiện ra được đủ loại quang minh báo, vị này đắc được cảnh giới. Dùng tâm bình đẳng để bố thí cho tất cả chúng sinh. Bố thí gì cho tất cả chúng sinh? Bố thí biển phước đức. Vị này dùng vàng bạc lưu ly xa cử mã não, san hồ hổ phách các thứ báu để trang nghiêm thân. Đó là một giải thoát của vị này đắc được chủ hải thần bất khả hoại kim cang tràng được một giải thoát dùng phương tiện khéo léo để giữ gìn bảo hộ căn lành của tất cả chúng sinh vị bất khả hoại kim cang tràng chủ hải thần này công đức kiên cố như tràng bóng kim cang vĩnh viễn không thể hoại vị này dùng phương tiện pháp môn khéo léo để giữ gìn bảo hộ căn lành cho tất cả chúng sinh khiến cho căn lành của chúng sinh không hủy hoại và còn giúp tất cả chúng sinh thành tựu căn lành vị này đắc được môn giải thoát này chủ hải thần bất tạp trần cấu được môn giải thoát cạn biển phiền não của tất cả chúng sinh vị bất tạp trần cấu chủ hải thần rất thanh tịnh vô cùng chẳng nhiễm bụi trần vị này khiến cho biển phiền não của tất cả chúng sinh đều khô cạn nếu hút biển phiền não khô cạn rồi thì sẽ đắc được trí huệ đó là môn giải thoát của vị này đắc được tại sao chúng ta chẳng khai mở trí huệ vì phiền não của chúng ta quá nặng cho nên biển phiền não chẳng khô cạn được đại khái vị chủ hài thần này chẳng lo cho chúng ta nếu ngài lo cho chúng ta thì biển phiền não cũng sẽ khô cạn đều sẽ đạt được môn giải thoát này hiện tại chúng ta đã nghe đến kinh hoàng nghiêm vị chủ hài thần này nhất định sẽ làm cho biển phiền não của chúng ta khô cạn song chúng ta đừng ỉ lại vị chủ hài thần này mà phải ỉ lại tín tâm và sức lực của chính mình mình hãy tự làm cạn biển phiền não của mình. Đừng đợi vị chủ hài thần này đến giúp đỡ, ngài còn có nhiều công việc phải làm. Đừng làm phiền đến ngài, mình phải tự cạn biển phiền não thì trí huệ quang minh sẽ hiện tiền. Chủ hài thần hằng trụ ba lãng, được một giải thoát khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi đường ác. Vị hằng trụ ba lãng chủ hài thần này thường sinh sống ở trong sóng, vị này đắc được một môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa ba đường ác, thành tựu ba đường lành. Chủ hải thần các tường bảo nguyệt được môn giải thoát, diệt trừ khắp hết thảy đại si ám. Vị các tường bảo nguyệt chủ hải thần này bảo kế hết đẹp như rượu hoa long, vị này diệt trừ khổ của chúng sinh trong bốn đường ác tức là khiến cho họ điều khổ được vui, đó là môn giải thoát của vị này đắc được chủ hải thần phổ trì quang vị, được một giải thoát tịnh trị trừ kiến và tánh ngu si của tất cả chúng sinh. Vì phổ trì quang vị chủ hải thần này, quang minh khắp hết thầy mà giữ được lâu, vị này thành tịnh trị lý trừ kiến, 62 kiến của tất cả chúng sinh và điều hòa tính ngu si của chúng sinh, khiến cho họ biến thành trí huệ tính, đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ hải thần bảo diệm hoa quang được môn giải thoát xuất sinh tất cả giống tánh báu bổ đề tâm. Bảo diệm hoa quang chủ hải thần có hoa quang bảo diệm chiếu khắp tất cả chúng sinh. Vị này thường sinh ra giống tánh báu tâm bổ đề kiên cố. Thứ tâm bổ đề này kiên cố như kim cang lại có lối giải thích khác. Giống tánh báu này tức là bồn thẻ của giới. Người xuất gia thọ giới tức là thọ giống tánh báu. Giống tánh báu này phải khiến cho nó ngày càng một lớn thêm, phải khiến cho bồ đề ngày càng tăng trưởng, tập ít thành nhiều. Vị này đắc được môn giải thoát này. Chủ hải thần kim càng diệu kế được môn giải thoát tâm bất động biển công đức. Kim càng diệu kế chủ hải thần có bảo kế kim càng kỳ diệu. Vị này đắc được cảnh giới của Phật là tâm bất động biển công đức. Tâm của vị này luôn luôn tịch tĩnh bất động công đức cũng đặc biệt nhiều như biển, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ hải thần hải triều lôi âm được môn giải thoát vào khắp pháp giới môn tàm muội. Hải triều lôi âm chủ hải thần này âm thanh như hải triều như tiếng sống sét xa gần đều nghe, chúng sinh nghe được diệu âm này thì có thể khai ngộ vị này vào khắp pháp giới môn tàm muội bấy giờ chủ hài thần xuất hiện bảo quang nương oai lực của Đức Phật, quán khắp tất cả chúng chủ hài thần, mà nói ra bài kệ. Đường lúc đó vị xuất hiện bảo quang chủ hài thần, nương đại oai thần lực của Phật mà quan sát khắp tất cả chúng chủ hài thần, dùng kệ thuật lại ý nghĩa của trường hàng. Biển đại kiếp không thể nghĩ bàn cũng dường tất cả các như lai dùng công đức thí hít khắp quần sinh nên đoan nghiêm nhất chẳng ai bằng bốn câu kệ này là người kết tập kinh điển thuật lại ý nghĩa trường hàng ở trên tổng hợp lại rồi nói ra tuy là tôn giả an nan nói nhưng đó là căn cứ theo ý nghĩa của chủ hải thần mà nói chứ tôn giả an nan bất quá chỉ là người ghi nhớ thuật lại mà thôi biển đại kiếp không thể nghĩ bàn vì xuất hiện bảo quang chủ hải thần nói phật ở trong biển đại kiếp không thể dùng tâm suy lường không thể dùng lời luận bàn biển đại kiếp tức là vô lượng vô biển đại kiếp như biển không cách chi biết được cứu kính có bao nhiêu cho nên dùng chữ biển để hình dung cúng dường tất cả các như lai phật ở trong biển đại kiếp xa xưa thời gian lâu dài như thế cúng dường mười phương ba đời tất cả các đức phật có khi dùng tiền tài để cúng dường, có khi dùng pháp để cúng dường, có khi dùng thân tâm tính mạng để cúng dường. Thời khắc luôn luôn siêng cầu Phật đạo, giống như người xuất gia và tại gia của chùa Kim Sơn chúng ta đều bận rộn học Phật Pháp, hành trì Phật Pháp, đó cũng là cúng dường tất cả chư Phật chúng ta hãy dùng tiền tài để cúng dường tam bảo dùng pháp để cúng dường tam bảo dùng thân tâm tính mạng để cúng dường tam bảo đó là việc phật giáo đồ nên làm dùng công đức thí khắp quần sinh phật tu đủ thứ công đức đều hồi hướng cho chúng sinh bố thí cho chúng sinh nói tóm lại vì tất cả chúng sinh mà tu công đức tất cả công đức của phật thuở xưa cúng dường tất cả chư phật chẳng lưu lại chút nào cho chính mình hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh, mong muốn chúng sinh lìa khổ được vui, nghiệp trưởng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, sinh tù tránh đạo sớm chứng quả vị Phật. Nên đoàn nghiêm nhất chẳng ai bằng. Vì Phật đem tất cả công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, bố thí cho pháp giới chúng sinh, cho nên thân của Phật đoan tránh trang nghiêm, chẳng ai sánh bằng. Bất cứ chúng sinh trên trời, dưới trời, đều chẳng có 32 tướng tốt quang mình, 80 vẻ đẹp như Đức Phật. Quang minh này trang nghiêm tướng tốt đẹp, bất cứ ai cũng không thể sánh được, cho nên nói đoàn nghiêm nhất chẳng ai bằng. Tất cả thế gian đều xuất hiện, can tánh chúng sinh đều biết hết, khắp vì tuyên dương biển đại pháp, đây là sở ngộ của kiên tràng. Tất cả thế gian đều xuất hiện và xuất hiện trong hết thảy tất cả thế gian, xuất hiện để làm gì? Để giáo hóa tất cả chúng sinh khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh không còn bị năm dục trói buộc. Căn tánh chúng sinh đều biết hết, căn tánh của mỗi chúng sinh có căn lành hoặc chẳng có căn lành. Phật đều biết rõ, vì Phật có sức thần thông, cho nên chúng sinh mong muốn những gì, Phật cũng đều biết hết. Khắp vì tuyên dương biển đại pháp, Phật vì khắp hết thảy chúng sinh hoàng dương tuyên nói đại pháp, pháp này như biển cả, cho nên gọi là biển đại pháp tức cũng là pháp vô lượng vô biên không cùng tận. Đây là sở ngộ của kiên tràng, đạo lý này vị kiên tràng chủ hài thần hiểu rõ, cho nên ngộ nhập vào ngôn giải thoát này. Tất cả chúng đạo sư thế gian, mấy pháp mười lớn không lường được, tiêu trừ rất sạch các biển khổ, ly cấu trần vào pháp môn này tất cả chúng đạo sư thế gian chúng đạo sư tức là phật tức cũng là hết thầy phật trong tất cả thế gian mây pháp mưa lớn không lường được trừ phật nổi mây đại pháp khắp hết thảy mưa xuống đại pháp cảnh giới này chẳng phải phạm phụ tục từ minh bạch được do lường được cho nên nói không lường được tiêu trừ rớt dày các biển khổ mây pháp này mưa xuống đại pháp tiêu trừ phiền não của tất cả chúng sinh, tức cũng khiến cho phiền não tham sân si tiêu trừ sạch xanh xanh chẳng còn tơ hào. Vì chúng sinh có sự khổ vô cùng tận, cho nên gọi là biển. Ly cấu trần vào pháp môn này. Pháp môn này vị ly cấu trần chủ hải thần thấy rõ mà vào môn giải thoát này. Tất cả chúng sinh phiền não che, lưu truyền các cõi thọ cổ nhiều, vì họ khai thị cảnh như lai phổ thủy cung thần vào môn này tất cả chúng sinh phiền não che chúng sinh vốn đều có trí huệ vốn với phật không hài không khác nhưng vì phiền não che lớp trí huệ cho nên trí huệ quang minh không thể hiện ra giống như mây che lớp mặt trời thì ánh sáng mặt trời không hiện ra lưu truyền các cõi thọ khổ nhiều Chúng sinh vì phiền não che đậy, do đó trôi đi trôi lại ở trong sáu nẻo luân hồi, điều truyền không ngừng ở trong các cõi, thọ tất cả mọi sự khổ. Vì họ khai thị cảnh như lai, tại sao Phật phải khai thị tất cả chúng sinh? Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được cảnh giới của như lai, nghĩa là khai ngộ thành Phật. Phổ thủy cùng thần vào môn này, vì phổ thủy cùng chủ hải thần vào được môn giải thoát này phật trong biển kiếp khó nghĩ bàn tu hành các hạnh không cùng tận các lưới sinh hoạt của chúng sinh bảo nguyệt thấu rõ vào môn này phật trong biển kiếp khó nghĩ bàn thùa sơ phật ở trong biển kiếp lâu dài biển kiếp thời gian dài bao lâu sự lâu dài này tầm của con người suy lường không biết được cho nên gọi là biển kiếp tu hành các hạnh không cùng tận Phật ở trong biển kiếp tu tất cả pháp môn, có giả bỏ mà Ngài giả bỏ được, có hành mà Ngài hành được, có nhẫn mà Ngài nhẫn được, có nhường mà Ngài nhường được. Tóm lại pháp môn không dễ tu, không dễ dàng làm được, mà Ngài đều làm được, đều tu xong hết hoàn toàn. Pháp môn chẳng cùng tận, Phật đều tu được viên mãn. Cắt lưới si hoặc của chúng sinh, si là ngu si hoặc là mê hoặc, hai thứ này giống như tấm lưới ví bắt chúng sinh do đó nhảy tràn khỏi sáu nẻo luân hồi Phật cắt đứt lưới di si hoặc của chúng sinh không phải cắt đứt tạm thời mà là cắt đứt vĩnh viễn nghĩa là phá hủy lưới di si hoặc của chúng sinh khiến cho chúng sinh đắc được tự tại bảo nguyệt thấu rõ vào môn này vị cát tường bảo nguyệt chủ hài thần minh bạch được cảnh giới này mà vào được môn giải thoát này Phật thấy chúng sinh thường sợ hãi, lưu truyền trong biển lớn sinh tử, mà bày đạo vô thượng của Phật, long kế ngộ hiểu sinh vui mừng. Phật thấy chúng sinh thường sợ hãi, Phật nhìn thấy chúng sinh thường sinh sợ hãi vấn đề sinh tử không dứt được, chứ chẳng phải sợ pháp môn khó tu, vì chúng sinh còn chưa biết gì là pháp, gì là môn, cho nên ở trong sáu nẻo sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, lưu truyền không ngừng, không muốn lìa khỏi tam giới. Lưu chuyển trong biển lớn sinh tử Ở trong biển lớn sinh tử là đáng sợ nhất. Sợ gì? Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, chẳng có khi nào chấm dứt, đó là đáng sợ nhất. Hơn nữa, thọ đủ thứ tội ở trong ba đường ác, nhất là chịu đủ thứ hình phạt ở trong địa ngục, thật là khiến người phải khiếp sợ. Tại nhân gian 100 năm, thì chỉ một ngày đêm trên trời đào lợi, cho nên người trời xem tuổi thọ của chúng ta giống như con phù du sáng sinh chiều chết chúng ta thấy con phù du sáng sớm sinh ra đến tối thì chết mất cảm thấy thọ mạng của chúng quá ngắn ngủi nhưng trong quá trình một ngày chúng ta cảm thấy thời gian rất là dài tuổi thọ của chúng ta chẳng phải như thế chăng sinh rồi lại chết chết rồi lại sinh thật là khiếp sợ cho nên phật sợ hãi thế cho chúng sinh thường vì sinh tử của chúng sinh không dứt được mà sợ hãi. Mở bày đạo vô thượng của Phật, Phật tử bị mở bày đạo vô thượng của Như Lai. Đạo vô thượng là gì? Tức là sinh tu giới định huệ sẽ diệt tham sân si. Đó là đạo vô thượng vượt ra thế gian. Đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Đó là vô thượng đạo của thế gian. Long kế ngộ hiểu, sinh vui mừng. Vị diệu hoa long kế chủ hải thần, minh bạch cảnh giới này, trong tâm sinh vui mừng hớn hở nam mô thường trụ thập phương phật nam mô thường trụ thập phương pháp nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh nam mô hoa nghiêm hội thượng phật bồ tát đó là kệ cầu nguyện khi tôi vừa đến mỹ thì gặp lúc mỹ và cuba muốn phát sinh chiến tranh tình hình thập phấn nguy hiểm có một sự cảm xúc phát hiện Lúc đó tôi nghĩ vừa mới đến nước này cũng chẳng có chút giúp đỡ gì. Nếu chiến tranh bùng nổ thì hai bên không biết phải hy sinh bao nhiêu mạng người. Do đó tôi mới đến trước bàn Phật đốt hương phát nguyện. Vì cầu cho tiêu diệt chiến tranh và thế giới hòa bình mà tuyệt thực năm tuần lễ, nghĩa là 35 ngày không ăn. Mãn hạn rồi thì Cuba chẳng phát sinh chiến tranh, không biết có phải sự thành tâm của tôi có sợ cảm ứng chăng, nhưng chẳng có chiến tranh là sự thật. Bây giờ Trung Đông lại phát sinh chiến tranh năm 1973 vì tôn giáo và dân tộc mà chiến tranh, do Thái giáo và Hồi giáo hai tiếng ngữ khác nhau, tư tưởng dân tộc cũng khác nhau. Cho nên đó đây thường phát sinh chiến tranh, cho nên chúng ta phải nỗ lực cầu cho thế giới hòa bình nguyện cho chiến tranh này sớm ngừng chiến, sinh linh không chịu lầm than. Cảnh giới trừ Phật không nghĩ bàn, Pháp giới hư không tướng bình đẳng, tịnh lưới gì hoặc của chúng sinh, phổ trì diễn nói được như vậy. Cảnh giới trừ Phật không nghĩ bàn, chúng sinh thì có cảnh giới của chúng sinh, Bồ Tát thì có cảnh giới của Bồ Tát, chư Phật thì có cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chúng sinh không thể nghĩ bàn. Cảnh giới của Bồ Tát không thể nghĩ bàn, cảnh giới của chư Phật cũng không thể nghĩ bàn, cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chẳng phải sự suy lường và luận bàn của phàm phu mà minh bạch được, cho nên nói cảnh giới diệu không thể tả. Pháp giới hư không tướng bình đẳng, chư Phật tức là pháp giới, pháp giới tức là chư Phật, pháp giới và chư Phật đồng như hư không, là tướng bình đẳng không thiếu không thừa, không nhiều không ít, là bình đẳng nhất tịnh lưới si hoặc của chúng sinh, thần thông diệu dụng của chư Phật tu trị, làm cho ngu si và mê hoặc của chúng sinh được thanh tịnh, chẳng còn pháp nhiễm ô nào. Chúng sinh giống như con nhặng, bay đông bay tây, tại sao vì tìm thực vật? Có khi bay không rất nhiều đường oan uổng, cũng tìm chẳng được vật ăn, tại sao chúng lại làm nhặng vì sự ngu si và mê hoặc của chúng quá sâu, bay loạn khắp nơi chẳng thành công, cho nên làm nhặng hơn nữa khi tại nhân điện thì chúng vọng tưởng quá nhiều thích làm nhặng được tự do tự tại chẳng có ai quản lý thích như thế nào thì như thế đó do đó cứ làm nhặng mãi ngày nào cũng bay mà bay không vượt khỏi ngoài lưới xì hoặc vì vậy mà phật tịnh lưới xì hoặc của chúng sinh để cho chúng tương lai còn có cơ hội thành phật phổ trì diễn nói được như vậy vị phổ trì quang chủ hài thần Hiểu rõ đạo lý này mà diễn nói được pháp môn này. Phật nhãn thanh tịnh không nghĩ bàn, tất cả cảnh giới đều hiện ra, bày khắp chúng sinh các diệu đạo, đây là sở ngộ của hoa quang. Phật nhãn thanh tịnh không nghĩ bàn, Phật có ngũ nhãn lục thông, Phật nhãn thanh tịnh quán khắp tất cả là không thể nghĩ bàn. Tất cả cảnh giới đều hiện ra, Tất cả cảnh giới tức là cảnh giới của chúng sinh cũng là cảnh giới của chư Phật, bất cứ cảnh giới gì cũng đều hiện ra ở trong Phật nhãn, Phật nhãn như là tấm gương lớn tất cả cảnh giới của chúng sinh Phật đều thấy được. Bài khắp chúng sinh các diệu đạo, căn tánh của chúng sinh, căn lành nhiều hay căn ác nhiều, Phật đều biết dục niệm của chúng sinh nhiều hay ít, Phật cũng đều biết cho nên Phật khắp vì tất cả chúng sinh khai thị đủ thứ diệu đạo. Diệu đạo là gì? Nói cho dễ hiểu. Tức là đạo mà hàng ngày thường làm, đạo mà hàng ngày chúng ta đều dùng. Những việc làm đều rất là diệu. Nếu không chú ý nghiên cứu nó thì chẳng biết chỗ diệu của nó. Phải chú ý nghiên cứu nó thì bất cứ gì cũng đều diệu, diệu không thể tả. Ví như vật mà hàng ngày chúng ta dùng từ đâu đến, nơi đến rất diệu, lại ra đi như thế nào, chỗ đi cũng rất diệu, tóm lại đều là diệu đạo. Cảnh giới mà mỗi ngày chúng ta thấy, đó tức là diệu đạo. Giống như không ăn cơm thì bụng đói, tại sao phải đói? Đói tức là diệu. ăn no rồi cũng là diệu, cho đến mặc áo hoặc uống trà cũng đều diệu như thế. Nếu không diệu, tại sao phải dùng nó? Dù dùng nó rồi cũng chẳng lâu dài, chỉ là tạm thời mà thôi. Bạn nói đó có diệu chăng? có người nói tứ đạo lý này ai cũng hiểu nhưng chỗ bạn hiểu chỉ là ngoài ra chứ chẳng phải là cứu kính chỗ diệu thì chẳng biết tại sao muốn ăn vật ngon đó là diệu tại sao muốn mặc đồ đẹp đó là diệu tại sao muốn ở nhà tốt đó là diệu ý nghĩa chữ diệu là không hiểu biết nó cho lắm không minh bạch nó cho lắm tóm lại minh bạch tức là diệu không minh bạch thì chẳng diệu giống như hai vị tam bộ nhất bái trên đường lại thì bị rách quần không thể che thân thể. Lúc đó bên cạnh lề đường xuất hiện một cái quần, đó cũng là rượu. Có người ném họ mảnh chai mà không trúng, đó cũng là rượu. Đã giả ý nghĩa chữ rượu ra quá nhiều rồi. Bây giờ trở lại kinh văn. Đây là sở ngộ của Hoa Quang. Đạo lý này vị bảo diệm Hoa Quang chủ hải thần ngộ được mà vào môn giải thoát này ma quần quảng đại vô lượng số trong một sát na đều phá sạch, tâm trọng khuynh động khó lường được phương tiện này của diệu kế thần. Ma quần quảng đại vô lượng số, ma quần tức là 10 đại ma quân tham dục buồn lo đói khát. Khát thọ ngủ nghỉ, sợ sệt nghi hàm độc lợi dưỡng tự cao trong mỗi thứ ma quân lại biến thành mười đại ma quân mà thành trăm đại ma quân trăm đại ma quân lại biến thành ngàn đại ma quân ngàn đại ma quân lại biến thành vạn đại ma quân càng biến càng nhiều càng sinh càng nhiều ma con ma cháu ma vua ma dân chẳng biết bao nhiêu cho nên nói là vô lượng số mỗi con ma có thể biến thành trăm ngàn vạn ức vì sức thần thông của ma cũng rất lớn đáng tiếc thuộc về phương diện ác nếu làm lợi ích cho chúng sinh thì tốt biết bao Đằng này chúng hại người Cho nên ma vương là kẻ giết người Người tu đạo sắp thành tựu Thì ma vương bèn dùng đủ thứ phương pháp Đến phá hoại đạo tâm Khiến cho người định lực không đủ Thì mất đi cơ hội khai ngộ Thiền sư Huệ Ngôi Đang ngồi thiền ở trong giường Bỗng có một con ma không đầu Đến dọa nạt uy hiếp thiền sư Nhưng thiền sư tâm trạng dao động Mới nói với ma ngươi chẳng có bệnh đau đầu lúc đó mà lại biến thành ác tướng chẳng có bụng thiền sư lại nói cung hỉ ngươi chẳng có chứng lục phủ mà lại biến hóa ra rất nhiều tướng khiến cho người khiếp sợ để uy hiếp đều bị thiền sư dùng định lực hàng phục chẳng bị chúng làm mê hoặc Cuối cùng mà lại biến thành tiền nữ nói với thiền sư, tôi phụng mạng thiên đế đến để hầu hạ thiền sư. Thiền sư nói tâm của ta như đại địa, tuyệt đối chẳng khuynh động. Mà nữ hết cách, bèn bay lên không mà đi. Thiền sư an nhiên không sợ, đó là định lực, công phu thâm hậu, không bị cảnh giới làm lay chuyển. Trong một sát na đều phá sạch, có câu rằng, đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhưng tà không thắng tránh, cuối cùng ta cũng phải đầu hàng. Vì thần thông của Phật chỉ trong một sát na hàng phục hết vô lượng số ma quân, khiến cho chúng thay đổi tư tưởng, sửa đổi hành vi, làm kẻ hộ pháp. Tâm chẳng khuynh động khó lường được, tâm chẳng khuynh động, tức là như như bất động, liễu tiễu thường minh. Nếu tâm chẳng dao động, thì chứng tỏ đã đắc được định lực. Tâm không khuynh động, thì nhất định rất khó dò lường được. Tâm không khuynh động, tức là một niệm không sinh. Khi một niệm không sinh thì quỷ thần nhìn chẳng thấy bạn, sẽ không tìm đến quấy nhiễu bạn. Giống như biển chẳng có sóng, gió yên sóng lặng lúc đó thì chẳng cách chi dò lường được. Phương tiện này của diệu kế thần, phương tiện pháp môn này, vì kim cang diệu kế chủ hải thần đắc được mà pháo môn giải thoát này. Khắp trong mười phương diễn diệu âm, âm đó pháp giới thầy đều nghe, đó là cảnh tam muội của phật, là sở hành của hải triều âm. Trong khắp mười phương diễn diệu âm, hết thầy tất cả âm thanh trong mười phương thế giới đều là pháp âm tuyên lưu biến hóa làm ra, gồm có hữu tình thuyết pháp và vô tình thuyết pháp. Thuyết pháp có âm thanh và thuyết pháp chẳng có âm thanh. Tóm lại tất cả đều đang thuyết pháp. Diệu âm này là Phật dùng một âm diễn nói Pháp, tùy loài chúng sinh đều hiểu rõ, loài chúng sinh nào nghe Pháp, thì nghe được tiếng của loài đó đều đắc được lợi ích của Pháp. Âm đó Pháp giới thầy đều nghe, Phật ở trong mười phương diễn diệu âm, không những khắp Pháp giới đều nghe được, mà tận hư không cũng nghe được âm đó, chẳng có một nơi nào mà chẳng phải là chỗ Phật diễn diệu âm. Đó là cảnh tác muội của Phật, đó là cảnh giới định lực thành tựu của Như Lai, là sở hành của hải triều âm. Cảnh giới tam muội hạnh môn này là sở tu sở hành của vị hải triều lôi âm chủ hải thân. Diệu âm của Phật Pháp chúng ta không nhất định nghe được, dù nghe được cũng chẳng biết, giống như máy truyền hình, không có những âm thanh mà còn có hình, nếu như 300 năm về trước, có người nói tương lai sẽ có một vật vừa có người nói, vừa có người biểu diễn giống như thật. con người lúc đó nhất định cho rằng bạn nói ngông cuồng, người ngu nói mộng, sao lại có sự việc đó? Sao lại có thứ cảnh giới diệu như thế? 300 năm sau, hôm nay ai ai cũng đều tin đó là đạo lý diễn diệu âm, Phật Pháp hợp với khoa học. Khoa học càng tiến bộ thì càng chứng minh Phật Pháp là khoa học. Hơn 2.500 năm về trước, Đức Phật đã biết bí mật trong vũ trụ, khẳng định rằng có 3.000 đại thiên thế giới. Một mặt trời là một thế giới, một ngân hà là một tiểu thiên thế giới, còn có trung thiên thế giới và đại thiên thế giới. Hiện nay nhân loại đang phát hiện, tương lai cảnh giới 3.000 đại thiên thế giới sẽ giống như máy truyền hình, sẽ xuất hiện ở trước mắt. Người có ngũ nhãn lục thông, thấy ba ngàn đại thiên thế giới rất rõ ràng, giống như xem truyền hình, nhân quả ba đời đều hiện ra trong máy truyền hình. Thuở xưa cho rằng sự việc không thể có, mà bây giờ đã có. Bây giờ cho rằng không thể có, tương lai sẽ có, cho nên Phật pháp càng chịu sự khảo nghiệm, càng hiện lộ ra chân lý.